Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của nhóm nghiên cứu tinh thể Hồ Chí Minh. Thì tuần trước tụi mình có một chương trình ở lãnh sứ quán Mỹ, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng xem coi là sự kiện của nhóm mình đã diễn ra như thế nào. Thì bây giờ chúng ta cùng intro thôi. Hi, chào các bạn. Thì bây giờ là tụi mình đang chuẩn bị cho ngày mai đây. Thì hôm nay mình đang ở nhà bạn Quang, hôm nay có Thịnh qua nữa. Nói chung mình đang chuẩn bị các loại đế để giấy đây. Đây và các cái khung hoạt động của tụi mình nè. Đây đấy, khung hoạt động này kia đó, đó sẽ là những hình ảnh hoạt động và tinh thể của tụi mình đấy. Giờ các anh em đang bàn bạc với nhau để dựng cái đế như thế nào này đấy, rồi cắt ra đây hình ảnh này nè, đây phải hình ảnh đây đó. Thì hy vọng chương trình ngày mai nó sẽ thú vị với bọn mình ha. Thì bây giờ chuẩn bị thôi. Chết rồi sao á, sao á. Để các bạn mới làm được cái đầu tiên đây này, đây để cho bạn Quang bạn dán lại coi xem ra gì nha. Đây đây bạn, đây Tùng, đây Tùng đang ngồi vẽ làm cái một cái tháp để tinh thể nè. À thì các bạn ơi, thì bây giờ tụi mình làm xong cái đế này nè đó. Đây Thịnh vẫn còn tiếp tục vẽ, Quang tiếp tục ngồi ăn và chuẩn bị dán đế. Còn bây giờ đây, nhân vật chính của chúng ta nãy giờ làm cái đế rồi, đã đi liệm rồi các bạn ạ, đã ngủ rồi, đã về với cõi thiên thu rồi các bạn. Đáng buồn quá đi. Để một mai tôi về làm cát. Thôi bắt đầu quay lại vị trí mình làm cho xong đi mấy đứa. Trời ơi. Hồi ráng làm thôi các bạn ơi, để mai còn bắt đầu chuyện làm nữa. 2000 years later. À, các bạn ơi, thì bây giờ tụi mình đã ở trên tầng 8 của American Center, trung tâm văn hóa của lãnh sứ quán Hoa Kỳ. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu setup chương trình. Đây chính là sân khấu chính của chương trình STEM Fair ngày hôm nay. Và gian hàng của tụi mình chính là Science. Thì nhóm tụi mình có 4 người, thì chương trình của tụi mình sẽ bắt đầu từ lúc 1 giờ, nhưng mà khoảng 12 giờ tụi mình phải tới, nhưng do một số trục trặc kỹ thuật nên tụi mình khoảng tầm 12 giờ rưỡi mới tới lận, nên tụi mình có 30 phút để set up gian hàng. Thì bây giờ anh em cũng đang gọi là rất căng thẳng và cũng đang háo hức set up những cái mẫu vật ra để cho mọi người có thể tham quan. Thì các bạn thấy đây, những cái đế giấy, những cái kính hiển vi này kia, mọi thứ thì bắt đầu được bày ra rồi, bắt đầu chuẩn bị một chương trình hôm nay. Và ta-da, cái gian hàng của mình thì cũng tương đối xong rồi. Để các bạn thể thấy những cái đế giấy là hôm bữa trước làm nè, mô hình chuyển hóa đá nè, rồi kính hiển vi đó, bây giờ có vị khách đầu tiên qua rồi. Những mẫu tinh thể micromouse, những dưới kính hiển vi nè, rồi những cái tinh thể nuôi, những cái dĩa marketing. Thì đấy, mọi thứ đều sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày STEM Fair đầy hào hứng và màu sắc. Mà lúc đầu cái màu trắng nó hơi gọi là nhạt quá đen tên một tí, còn không cái màu là bánh bông lan rồi thì như mình nó bắt mắt thêm tí xíu kiểu vậy. Và cái tinh thể này thì nó vui, rất là vui, vì sao thứ nhất là nó là độc hại, và thứ hai cái đường dễ tìm, và thứ ba là nó không có nên mua cái loại này thì tới nên có thể cầm tay thoải mái thì không có sợ. Dạ. Và bây giờ gian hàng của mình sẽ đón tiếp một chú từ bên lãnh sứ quán Hoa Kỳ qua để tham quan cái dự án của mình. Thì bây giờ nhiệm vụ của nhóm mình là sẽ phải giới thiệu tiếng Anh với chú về cái dự án của nhóm mình là như thế nào và sẽ có những cái ứng dụng gì trong cuộc sống. Thì vốn tiếng Anh của mình nó hơi tệ nên mình sẽ trình bày trong khả năng của mình thôi nha các bạn nha. Younger student. Wow. Yeah. You're not old enough to teach, are you? How old are you? I'm 26. Oh my gosh. Okay. Yeah. You know, rock and crystal. I use them to think about science. You know, chemistry, physics. Sometimes it's very hard to choose student because they must learn more and more. Oh, right. Yes, and I use it to more easy. Okay. I think crystal is very interesting. Oh, interesting. Yes, we want to study. Okay. Yeah. And you think this is a powder rock from the nature, and I call a circle of rock. And we have three rock in the nature: igneous rock, yeah, sedimentary rock, and metamorphic rock. Okay. And here, and I can teach the student how they can form in nature in a very hot magma to igneous rock, contain many gemstone, and fossil from sedimentary rock, and metamorphic rock. Very cool story. Okay. Do we, are there volcanoes in Vietnam? Oh, volcano in Vietnam. Sleeping. Oh, sleeping, yeah, okay. Nothing active. Okay. Well, that's the best news of the day, right? Yeah. Of all things, okay.
Và bây giờ tụi mình sẽ ăn chiều nhẹ các bạn ha, để có sức. Bây giờ sáng với trưa tụi mình chưa ăn gì cả, để tiếp tục chiều nay chém gió tiếp thôi. Mới nói xong các bạn đã thấy là bây giờ là tụi mình sẽ đón tiếp một đoàn các bạn sinh viên từ Đại học Utech là rất là đông ha. Đó, bây giờ có một chú nước ngoài này và các bạn sinh viên. Còn nhiệm vụ của mình bây giờ là các bạn thấy là mình sẽ tiếp tục đứng và chém gió về kiến thức thôi, chia sẻ các bạn về vẻ đẹp của tinh thể đất đá tự nhiên như thế nào. Đó, nhìn các bạn thấy không, các bạn rất là say sưa và say mê, và bản thân mình cũng rất là thích khi chia sẻ những kiến thức như vậy. Thì nãy giờ các bạn đã xem được những cái hoạt động mà tụi mình đã tham gia trong cái chương trình STEM bên lãnh sự quán rồi các bạn. Khá là vui, rất nhiều bạn học sinh và giống như là các nhân viên của lãnh sự quán tham gia cái chương trình này. Thì thật là sướng quá đi. Thì mình hy vọng sẽ có một cái chương trình tiếp theo như thế. Mà bữa đó thì có rất nhiều hoạt động mà nhóm mình thì như các bạn thấy trong video thì mình chém gió liên tục. Các bạn khác thì cũng phải hoạt động nên như là rất khó có thể quay nhiều video cho các bạn xem. Thì nên chủ mình đã chụp nhiều hình và dĩ nhiên là có xin hình ở bên của các bạn nhóm khác. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái hình ảnh đó, coi như là kết thúc cái video ngày hôm nay. Nếu các bạn thực sự thích những video này thì các bạn cho mình một like, một share, một subscribe để tụi mình có động lực để làm tiếp theo. Tuần tới thì tụi mình lại có thêm một sự kiện ở một cái trường trung học phổ thông, thì tụi mình có sẽ quay lại và chia sẻ luôn cho các bạn. Thì bây giờ thôi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của nhóm mình. Xin chào và hẹn gặp lại nha.